cháy lớn tại căn hộ chung cư Diamond Riverside, dân tháo chạy náo loạn. Đêm ngày 10 tháng 9, căn hộ tầng cao chung cư Diamond Riverside bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lửa đỏ rực kèm khói đen khiến cư dân náo loạn tháo chạy. Theo Tuổi Trẻ, đám cháy xuất phát từ căn hộ ở tầng 20 của chung cư Diamond Riverside trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 10 tháng 9. Lửa sau đó bùng phát mạnh, đỏ rực, kèm khói bốc cao. Nghe chuông báo cháy, cư dân các tòa chung cư chạy tán loạn xuống đất. Theo Vietnamnet, nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 8 điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ. Vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.